Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ góc khuất trong hôn nhân của những mỹ nhân Việt với chồng đại gia. Nhiều người thường hay nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nên có được một người đàn ông vừa hết mực yêu thương, vừa giàu có là niềm vinh hạnh của nhiều chị em phái đẹp. Tuy nhiên hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người, mà thường theo ý trời. Khi có được chồng đại gia, nhiều mỹ nhân VIP bị vỡ mộng và tìm cách giải thoát bản thân. Ly hôn, kiện cáo nhau, thậm tệ hơn là bỏ của chạy lấy người ra đi tài trắng. Lại Hương Thảo. Lại Hương Thảo đăng quang Hoa Khôi Thể thao 2012, sau đó cô từng là đại diện Việt Nam đi thi Miss World 2013. Ở độ tuổi trẻ đẹp nhất của người con gái, cô quyết định tạm dừng sự nghiệp lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Thành Đạt, hơn cô 9 tuổi. Sau khi kết hôn, Hương Thảo cho biết cô muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình, người đẹp cũng rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí. Sau đó cô sinh một bé trai kháu khỉnh, những khi rảnh rỗi, Lại Hương Thảo thường cùng chồng đi du lịch. Cô thường xuyên khoe ảnh check-in ở những địa điểm sang chảnh. Người đẹp cũng tiết lộ được ông xã yêu thương và chiều chuộng. Cuộc sống như mơ của Lại Hương Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau nhiều năm lấy chồng, sinh con và chọn cuộc sống không showbiz, mới đây Lại Hương Thảo gây sốc khi vén bức màn về cuộc hôn nhân mà chính cô từng lầm tưởng là rất hạnh phúc. Nhắc về khoảng thời gian 3 năm làm vợ, người đẹp thừa nhận nó khác xa những gì cô tưởng tượng. Lại Hương Thảo khẳng định trong cô thay đổi hoàn toàn sau ngày kết hôn, không còn tôn trọng vợ. MC Quỳnh Chi là một trong những người đẹp đình đám một thời của làng giải trí Việt, với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, nhưng Quỳnh Chi sớm lên xe hoa khiến bao người tiếc nuối. Chồng của cô là một thiếu gia nhà giàu tại Cần Thơ, ai nhìn cũng ngưỡng mộ người đẹp vì có cuộc sống hôn nhân êm đềm, rời xa thị phi của showbiz. Nhưng bất ngờ đến năm 2015, Quỳnh Chi thông báo đã ly dị và chia sẻ những mảng tối khi làm dâu nhà giàu. Cô cho biết khi về nhà chồng thì mới hay tin gia đình này đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Cuộc sống hôn nhân sau đó có nhiều tranh cãi và đỉnh điểm chính là việc ly hôn. Quỳnh Chi còn bị tước quyền nuôi con sau khi ly hôn với chồng. Hai người cũng lên báo chí cãi nhau ầm ĩ trong suốt thời gian xảy ra sự việc. Sau đó Quỳnh Chi và chồng cũ đã giải quyết được các mâu thuẫn, giữ mối quan hệ bạn bè khá tốt. Nữ MC cũng tập trung quay lại nghề và làm việc kiếm tiền. Thu Thủy. Thu Thủy từng được nhiều người ngưỡng mộ với mối tình thanh xuân kéo dài 17 năm. Dù khá kính tiếng nhưng chồng cô được biết là một đại gia ngầm sở hữu dàn siêu xe khủng. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng không ngờ sau gần 2 thập kỷ chung sống, họ không tìm được tiếng nói chung và chia tay. Hậu ly hôn, Thu Thủy chia sẻ mình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, gần như mất trắng và cùng con trai dọn ra nơi ở mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên sau một thời gian chịu đựng, cô đã trở nên mạnh mẽ, vui vẻ và cuộc sống cũng ổn định hơn. Đặc biệt trong năm 2019, nữ ca sĩ quyết định đi thêm bước nữa với tình trẻ kém cô 10 tuổi. Dù kém Thu Thủy 10 tuổi, nhưng Kim Nguyễn luôn cho vợ cảm giác mình là người đàn ông trưởng thành, an toàn, phân tích đúng sai trong mọi việc. Hiện cặp đôi đang chuẩn bị chào đón con gái chung. Ngọc Quyên. Ngọc Quyên từng là một trong những người mẫu nổi tiếng của làng mốt Việt. Cô còn được yêu mến với tư cách là một diễn viên khi tham gia vào các bộ phim Tuyết Nhiệt Đới, Hoa Dạ Quyệt. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ tuyên bố lên xe hoa cùng bác sĩ Richard Lee vào năm 2014. Sau đó cùng người mẫu theo chồng sang Mỹ định cư bỏ lại ánh hào quang. Sau 4 năm chung sống, cả hai có được một cậu con trai hơn 2 tuổi. Tuy nhiên đời không như là mơ, họ không tìm được tiếng nói chung và quyết định đường ai nấy đi. Sau tất cả, Ngọc Quyên khẳng định mình chưa bao giờ hối hận vì từ bỏ hết sự nghiệp đang rực rỡ ở Việt Nam để theo chồng sang Mỹ. Nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại những lời dị nghị, đàm tiếu của người đời, nữ siêu mẫu khẳng định trong cuộc hôn nhân với Richard, cả hai không ai lợi dụng ai. Hoa hậu Diễm Hương. Bí mật kết hôn với đại gia bất động sản nghìn tỷ ở tuổi 21, Diễm Hương được sống trong nhà lầu, được bao bọc như công chúa. Thế nhưng cuộc hôn nhân này của hoa hậu không có tự do. Cô bị kiểm soát bởi camera an ninh, vệ sĩ lẫn chức việc. Cuối cùng vào năm 2014, Diễm Hương đào tẩu khỏi biệt thự xa hoa. Những tài sản mà chồng đại gia cho cô cũng bị đòi lại, hoặc Diễm Hương chủ động trả hết. Cô ra đi với hai bàn tay trắng và muôn vàn điều tiếng. Nói về cuộc hôn nhân cũ, Diễm Hương luôn khẳng định không hối hận vì đã từ bỏ tiền bạc của cải để có được cuộc sống tự do. Vượt qua sóng gió,
Hoa hậu thế giới người Việt 2010 kết hôn và sinh con cho người chồng thứ hai, Quang Huy. Tuy nhiên, hơn một năm qua, tin đồn Hoa hậu thế giới người Việt và ông xã đã đường ai nấy đi râm ran. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai không còn chung bước ở các sự kiện, không nhắc đến đối phương trên mạng xã hội. Dương Cẩm Linh. Dương Cẩm Linh được công chúng biết đến nhờ giải Á hậu điện ảnh năm 1999. Cô là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình phía Nam. Trong giới nhiều người đồn thổi, Dương Cẩm Linh có bề đỡ là chồng giàu có. Mãi sau này cô mới dám công khai mối quan hệ ấy. Chồng đại gia của Dương Cẩm Linh chính là nhà sản xuất phim Anh Khoa. Họ chung sống 2 năm trước khi chia tay. Khi sống cùng chồng đại gia, Dương Cẩm Linh được ở trong một ngôi biệt thự màu trắng tuyệt đẹp. Người đẹp luôn mỉm cười hạnh phúc bên chồng đại gia cùng con nhỏ. Tuy nhiên, cô khóc nghẹn ngào khi tuyên bố đã chia tay chồng. Người đẹp rời đi khi hai tay trắng, ôm con ở nhà thuê suốt một thời gian dài. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.